các nhà lãnh đạo của Shining Path bị cáo buộc khủng bố và ma túy tại New York, tin từ New York. Nhà chức trách liên bang cho biết, ba nhà lãnh đạo nhóm Shining Path của Peru đã bị khởi tố tại New York với tội danh điều hành một đường dây buôn lậu ma túy để tài trợ cho nhóm nổi dậy. Ba công dân Peru đối mặt với các cáo buộc khủng bố, ma túy và vũ khí. Mỗi tội danh có thể có mức án chung thân. Theo một thông cáo của biện lý liên bang Preet Bharara và viên chức của cơ quan phòng chống ma túy Hoa Kỳ là bà Michelle Leonhardt, Shining Path, hay còn gọi là Sendero Luminoso, đã thực hiện các hành vi bạo lực tại Peru kể từ năm 1980, được tài trợ một phần nhờ vào hoạt động buôn lậu ma túy. Những người bị cáo buộc là Florindo Luterio Flores Hala, 52 tuổi, còn được gọi là Comprate Atebio, Victor Quispe Palomina, 54 tuổi, còn được gọi là Comrade Jose, và George Quispe Palomino, 56 tuổi. Flores Hala bị bắt ở Peru, trong khi hai người kia vẫn còn đang ngoài vòng pháp luật. Shining Path, từ tuyên bố cam kết với lý tưởng của chủ nghĩa Mao, bị Hoa Kỳ coi là một tổ chức khủng bố ở nước ngoài. Nỗ lực lật đổ nhà nước Peru của tổ chức này đã cướp đi mạng sống của 69.000 người. Cuộc nổi dậy bị dập tan vào năm 1992 khi người sáng lập và thủ lãnh là Abimael Guzman bị bắt giữ, nhưng các nhánh còn lại của các phiến quân vẫn phục kích lực lượng an ninh tại các khu vực thung lũng rừng rậm, được cho là nơi chúng điều phối những kẻ buôn bán ma túy.